phòng còn hơn chống. Tâm lý này được nhiều người dân nêu cao trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Tôi thấy là nhiều người đeo khẩu trang rất cẩn thận, thậm chí là đeo hai cái. Đi bên ngoài về là xịt khuẩn rồi rửa tay, thay quần áo ngay. Việc này rất là tốt để phòng ngừa dịch bệnh. Nhưng cũng có không ít người còn tìm mua thuốc điều trị COVID-19 để cất ở trong nhà nữa. Nhưng nếu là thuốc được bác sĩ chỉ định, có nguồn gốc rõ ràng thì không nói làm gì. Đằng này, nhiều người còn đi tìm mua hàng xách tay, chẳng cần nguồn gốc xuất xứ gì cả. Đây là kẽ hở để những đối tượng buôn bán hàng lậu đưa thuốc xách tay về Việt Nam nhằm trục lợi. Những hộp thuốc này của bà Thịnh được bạn bè mua tại hiệu thuốc ở Nga gửi về. Khi biết ở Nga những bệnh nhân COVID được điều trị bằng loại thuốc này khỏi bệnh nhanh chóng, bà đã nhờ bạn bè mua hộ. Không chỉ mua cho mình, bà còn đem chia cho những người thân trong gia đình tích trữ để phòng khi cần dùng đến. Ở Việt Nam mình ấy chưa có thuốc đặc trị về COVID, mà thực tế người dân ai cũng lo cho chính cái bản thân, cái sự sống của mình và gia đình mình. Cho nên khi mà có cái thuốc ở Nga điều trị khỏi ấy, thì ai cũng muốn chuẩn bị trong nhà mình đầy đủ cái loại thuốc này. Nhỡ may mình có F0 thì mình có để mình dùng. Nắm bắt được tâm lý của đa số người dân cũng giống như bà Thịnh, nhiều trang Facebook đã giao bán loại thuốc chữa COVID này. Thậm chí có nơi còn bán cả đơn thuốc, theo họ quảng cáo là do các bác sĩ kê dùng điều trị cho bệnh nhân COVID ở bên Nga. Trong đó có đủ loại thuốc kháng sinh, kháng virus, thuốc chống đông máu. Chữa thuốc này nó điều trị thế nào ạ? Khi mà chị bị dương tính thì mình uống nhanh, càng sớm càng tốt, trong vòng 3 ngày đầu. Xong rồi mình sẽ uống thêm với lại thuốc chống đông máu, rồi kháng sinh các thứ đó. Thì bên mình sẽ có cái liệu trình cho khách. Nếu mà khách mua thuốc thì mình sẽ in hướng dẫn ra cho khách. Có nghĩa là bên mình tự kê đơn thuốc luôn hả chị? Không, cái đơn thuốc này là theo phác đồ của Bộ Y tế Nga. Việt Nam mình làm gì đã có thuốc kháng virus đâu. Nhưng mà cái đơn thuốc là của Bộ Y tế Nga đấy, nó có phù hợp với người Việt không chị? Nó phù hợp với tất cả mọi người. Bên mình là bán thuốc cho rất nhiều người và nhiều người khỏi rồi. Nguy hiểm hơn, có người vẫn bán dù biết loại thuốc này chưa được một cơ quan nào kiểm nghiệm chất lượng, chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đến tên gọi của thuốc, nhiều người còn không đọc được. Cái thuốc của Nga đấy nó tên là gì, anh khó đọc chứ nhỉ? Nó tên là gì em nhỉ? Em cũng thấy khó đọc. Để nhắn tin thì em biết thôi được chứ, còn đọc thì hơi khó. Cũng không đọc được. Về Việt Nam mình thì có mua được không? Có dễ mua không? Ở Việt Nam thì hiện tại thì cũng không phải là thuốc lậu nhưng mà không được cấp phép bán ấy. Tại vì cũng đều là hàng trốn thuế mà. Cái thuốc đấy có nhiều người dùng không em? Nhiều, đợt rồi về cháy hàng luôn ấy. Về em về được 100 lọ hết sạch. Kiểu thuốc này Việt Nam mình đang dịch căng ấy, người ta không cho cấp phép dùng cái thuốc này ấy. Tại vì sợ mình tự chữa ở nhà ấy. Nhưng không phải thuốc cấm nhưng mà người ta cho dùng. Theo lời của người bán thì loại thuốc này liên tục cháy hàng, lượng đặt mua rất đông. Liệu người dân có đang quá tin tưởng vào công dụng của loại thuốc này hay không, dù giá của nó là 3-4 triệu đồng một hộp, một mức giá không hề rẻ. Cùng với tâm lý xính ngoại, hàng xách tay và đặc biệt là thuốc tân dược đang ngày càng bán phổ biến trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì bản thân người dân cũng cần tỉnh táo khi mà quyết định mua và sử dụng một loại thuốc nào đó, đặc biệt là thuốc thì cần phải có sự kê đơn của bác sĩ. Nếu mà có những loại thuốc thực sự như thế thì tôi sẽ tìm hiểu và mua nó. Vì bây giờ tình hình dịch bệnh cũng rất là căng thẳng. Hiện tại trên thị trường thì tôi cũng đang thấy là bán rất nhiều các loại thuốc xách tay từ các nước đang bán rất là tràn lan và cũng không được một chứng nhận y tế nào có thể là chứng nhận chữa được hoàn toàn 100% và có tác hại gì không. Cho nên là theo quan điểm của tôi là tôi sẽ không sử dụng. Tôi sẽ không dùng những loại thuốc đấy bởi vì là thực sự là mình cũng không thể biết được cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ những cái trang web hay là trên mạng xã hội họ bán. Chính phủ đã có chủ trương tiêm vaccine đầy đủ cho tất cả người dân ấy, thì chưa cần thiết đến mức độ chúng ta phải mua những cái loại thuốc như thế. Có khi mua xong rồi lại sử dụng tiền mất tật mang ấy. Vâng, có hỏi 3 người thì một người sẵn sàng mua rồi. Tức là nếu 10 người thì sẽ có 3 người mua. Nhu cầu như thế thì bảo sao mà các đối tượng nhập lậu lại chẳng sẵn sàng tìm mọi cách để đưa hàng về Việt Nam bán cho khách. Đó là lý do vì sao mà chỉ trong vòng 3 ngày vừa qua, Công an Hà Nội đã liên tục phát hiện và bắt giữ hơn 34.500 viên thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vào ngày 3 tháng 9, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội
phát hiện và thu giữ gần 500 hộp thuốc điều trị COVID-19 khi đang trên đường vận chuyển. Thông tin trên nhãn mác cho thấy số thuốc có xuất xứ từ nước ngoài nhưng chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, đồng thời không có thông tin đơn vị nhập khẩu và không có số đăng ký lưu hành của Bộ Y tế. Theo thông tin giao bán của chủ hàng, có hai loại thuốc điều trị COVID-19 bị thu giữ chuyên sử dụng để điều trị cho bệnh nhân F0, trong đó có loại dành cho người già. Người bán luôn khẳng định là thuốc sách tay từ Nga, nhưng hiện Bộ Y tế chưa cấp phép lưu hành cho hai loại thuốc kể trên. Trước đó một ngày, thì cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 200 hộp thuốc điều trị COVID-19 khi đang vận chuyển hàng đi tiêu thụ tại địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội. Như vậy là chỉ trong 3 ngày, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra thu giữ hơn 34.500 viên thuốc điều trị COVID-19 do nước ngoài sản xuất, trị giá trên 2 tỷ đồng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Một điểm chung qua các vụ bắt giữ, mặt hàng thuốc vi phạm đều là các loại thuốc điều trị COVID-19 được quảng cáo, hàng sách tay từ Nga. Để giao dịch chót lọt, các chủ hàng thường giao bán trên các trang mạng, hội nhóm giao dịch kín, khi có khách đặt mới giao hàng, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, trinh sát của cơ quan công an. Đây là một cái dạng hàng hóa là rất nguy hiểm, bởi vì khi người dân người ta sử dụng các cái hàng hóa không rõ nguồn gốc cũng như không rõ cái chức năng của nó thì có thể dẫn đến cái sức khỏe bị suy giảm, đồng thời cũng cướp đi cái cơ hội được điều trị một cách đúng đắn. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng cùng với các đơn vị chức năng khác trao đổi thông tin, phối hợp cùng với nhau phát hiện cũng như là tăng cường công tác quản lý theo địa bàn, nắm bắt diễn biến của thị trường.